mình vẽ lấy đề can vẽ gì kia nọ ô tùm lum hết trơn, con nghĩ là màu lông màu rêu rêu chứ không phải màu đen nha, chú lấy màu xanh với màu đen phai nhau còn màu rêu đó con. Bạn ấy bằng gỗ hết mà, bằng gỗ chứ không phải bằng ấy đâu nha. Con ngựa cũng bằng gỗ luôn á. Mấy cái vật cũng là lâu lắm rồi, mấy chắc chắn rồi, gần chắc chắn rồi. Để con ngựa này di tích như vậy nè. Con ngựa này nè, đợt trước á kêu cái thằng sợ thằng thạch nó sơn vô, nghĩ sao con ta ngựa bạch nó đang nó dễ đớm, dễ đớm tùm lum á. Về kêu cậu chú con đâu có đớm đâu, mà sao giờ ai dính đớm bây giờ này con không cho vô này lộng này. Con ngựa của ổng ngựa của ổng là báo mộng luôn. Về kêu cái nó sáng mai nó ủa anh Khôi, tại sao con ngựa trắng mà anh sơn mà xin đớm cho đẹp nó không, người ta màu trắng không có sơn đẹp được. Cái chú nói thôi để ngày chiều nay chú mua sơn chú làm lại cho, sơn bao nhiêu sơn bao nhiêu hút bao nhiêu sơn bao nhiêu, cái này bằng gỗ luôn đó. Dạ. Mấy trăm năm rồi đó. Nó sơn kiểu như bị vẽ này kia nọ được, chú phải lấy đề can chú vẽ thôi tùm lum hết trơn á. Cái đề can là ok lắm á, một tháng trời xong á. Những cái cái con ngựa này chỉ tích làm sao dạ. Cái này là mày bọc mày gỗ nha, là sao xương cổ trong này khô ép khô rồi đó, bọc ngoài này thôi. Là chú ngựa này ở ngoài là gỗ nhưng mà ở trong là xương thiệt. Đóng thiệt mà con, đóng thiệt mà. Tất cả nhà càng rụng hết luôn đó. Trời, chắc lâu năm quá. Mấy trăm năm rồi. Bất ngờ quá. Ở ngoài gỗ mà ở trong là xương của chú ngựa thiệt. Nhưng mà tại vì ba nó mới biết, không ai biết đâu. Dạ. Thì ba chú, lúc ông nội kể, cái đời này kể cho nghe mà ba không có lăng tán nhiều, hiểu không? Dạ. Lăng nhiều. Là con ngựa này là ông này là chủ nhân của nó, khi ông chết ở tầng làm ngồi thờ lắm. Tại vì thường á, đúng là chú nói cũng có lý, tại vì thường nếu mà gỗ thì người ta vẫn có thể điêu khắc được và rất là bự. Con này là lắp ghép là từng bộ phận nè, hai lắp ghép vô nè con. Từng bộ phận đầu nè, dù xuống cổ. Như là ngày xưa mình kết thúc mà nó khô ra nó ta bỏ. Kiểu này giống như là người ta đã bỏ xương ở trong rồi ta lắp ghép lại. Đúng đúng thật. Là cái đuôi của nó luôn, đuôi thật của nó luôn đó. Lông của lông thật nó luôn đó. Có lần bữa chú nghĩ thôi kệ mình mua tóc giả đó, mình giờ mình cắt ra mình dán. Không được, dán rớt hết. Keo dán đàng hoàng nha, dán mai rụng rụng hết. Bữa này Nguyễn Si không rớt. Dán rớt hết. Mà tóc lại khác, tóc phải cứng như thế này. Đúng không? Này đông này cũng là cái tóc chú là chú thấy nó rớt xấu quá. Nó rớt xấu quá như chú muốn làm nha. Sáng mai rụi hết trơn. Là mua tóc giả gì mình mua tóc giả mình cắt như vậy mình cho nó như là có cái bòm vậy đó, hiểu không? Nó dễ dài lắm. Rớt hết. Giống như là cái về phần tâm linh là không chịu được cái đó. Cái gì thật là thật chứ không có gắn tầm bậy được, nó rớt rồi coi năm dài tháng rộng thì nó cũng tàn ấy, thấy không? Tự nó rụi thôi mà không sao, mà ý là mình nghĩ cho nó đẹp. Nó nãy cái chớp này là chớp của nó luôn nè. Cái này từ đây chỗ dán cái này cũng coi nè, từ chỗ này dán tuột hết trơn. Vậy là không chịu rồi. Vậy kêu đàng hoàng á. Con chú đâu có đốm đâu mà dễ đốm. Hôm bữa ổng này dễ đẹp. Đốm như con bò giá vậy đó. Con hiểu không? Mà dám kỳ lắm. Ổng dám chú phải chùi rửa ra. Chú mới đầm. Chú sơn lại mấy lớp sơn luôn á. Cô hay quá. Ở đây là bài quỷ là cả một gia tộc. Bài quỷ là coi như là nhiều lắm đó. Mà bị mối ăn còn như đây đó con. Còn cả ngàn miếng luôn đó. Hồi xưa giải phóng chất đóng vậy nè. Mối ở đây ổ mối nhiều lắm. Mà xong kiểu như là chất ra nhiều đời nè. Nó ăn đến nỗi như vậy nè. Cái này còn như là còn nguyên dạng nè. Dạ. Nó ăn như vậy nè. Nó mục hết thành đất luôn. Có nhiều cái thành đất luôn, mới bỏ lấy nửa mấy cái nguyên thôi. Ngày xưa là đâu có hình như bây giờ đâu. Cúng rồi người ta làm cái bài quỷ đó. Nó vẽ này xong bắt đầu chứ. Cái này chứ không có đụng tới ai nha. Chứ vẽ phải sơn ngoài thôi. Sơn thì thôi chứ ngày xưa nó đẹp, nó bạc trắng hết trơn. Nhưng sau này là chắc mình không còn ai mà đọc được những cái hàng chữ này hả chú à? Cái cũng này... có nhiều bên mặt ông nội biết nhưng mà ông nội mất rồi. Hồi xưa quên ông ra ông già nói trời hồi xưa biểu nó ông nội mày làm cái cuốn tập á, cái gì tên ai cái này là ông nội giỏi lắm đó, tiếng Hà tiếng Tàu giỏi lắm á. Giờ cái chữ này là ít ai đọc được lắm.
cứ ghi nó ủa tại sao? Tại sao cái này được chủ bằng cúng mà sao cái kẻ nằm trên cái này là tùng kiếm của nó? Cái tùng kiếm nó nằm trên cái khúc này, nằm như này nè, đó nằm này. Nó ủa sao chơi vơi vậy? Không có đồng thanh đồng thủ, cứ đứng dòm hoài. Cái con bạn nó ngoài chùa, nó tu ngoài chùa, nó nguyện. Bây giờ mày lên hiệp phụ tao mở thùng kiến ra đưa củ quyền lên thì mình vệ sinh sao nguyện, chứ thấy rằng nó chơi dơ mà nó sao nó không phù hợp. Cái chú mới chút nhanh cho nó củ quyền ơi, con là người phạm pháp thì con không có biết gì hết, con hay cho con thượng cái bàn vị này lên trên đi, dẹp tủ kiến đi rồi cho nó thoải mái, cái để tủ kiến nó không được ok gì mấy. Chứ xong cây chú đốt nhang xin keo được, chú mới thượng lên, kế qua ngày mai chú mới dọn dẹp. Con có tưởng tượng không, qua 2 tuần sau, qua cách 3 ngày sau, chú biết Củ Chi chết liền luôn. Biết cái gì chú? Biết cái đường Củ Chi chết liền, đường Củ Chi bên địa đạo Củ Chi đó, chết liền luôn. Tại vì ở đây là bà tổ cô ở đây ngự trên đó đó. Lần đầu tiên chú lấy xe mà làm những người dẫn đi lên trển. Đi trên trển, cái bà tổ cô về bảo cháu của bà vô đây, bà đại diện cho gia tộc cảm ơn con. Nhờ con có ngày hôm nay, ông bà mới kêu được gặp, 63 năm mới gặp con cháu. Tại trong thùng kiến gặp kêu con nhóc, con gặp con cháu đi ngang, thì đâu có nghe đâu. Là cái này là ngày xưa được ấp kiến. Hay chứ ấp kiến, khi ông bà ở đâu, khi con cháu đi ngang ta kiến, đâu có nghe. Khi mở ra, giờ Củ Quyền như vòng vòng. Nhiều khi á, mình không thấy Củ Quyền như Củ Quyền thấy đây đó. Củ Quyền thấy mình đó. Nói hiểu hết á, thật sự. Chỉ vì có một cái hộp kiến đây thôi là làm cách xa gì luôn. Không phải, ví dụ như là bao nhiêu ông bà tập trung nhiêu lực, như là con coi cái phim một không mà nó bỏ cái hồ lô nó nhốt trọng đó, hiểu không? Kêu mày nghe hết trơn á. Nhiều khi làm cái khiến dụng sao chúng mở thần kiến ra, giờ coi như Củ Quyền như này là như vậy đó. Tâm linh cũng ngành cứ tầm nhai dục chú vậy đó. Là con theo thấy tốt nhất là những cái bài quỳ của quỳ thất tổ đừng mở. Bởi vì sau này á, ví dụ con đi đâu á, con thấy mà ai mà thờ thùng kiến á, biểu mở ra. Một, thờ thùng kiến tránh bụi là mở thùng ra cho nó trống. Chứ đừng bích bùng như vậy. Bích bùng như vậy là Củ Quyền về không có độ mình đâu. Thật sự luôn á, đánh độ mà kiểu như bị nhốt rồi sao mày độ được. Ví dụ con cháu lễ là cúng đi ngang thấy một cái gõ trong ai nghe. Người âm với người chồng sao biết được là như vậy. Cái tâm linh chứ cứ nghĩ chắc cũng ok lắm á. Tự nhiên chú xách xe xuống với cô Chi luôn. Trời ơi, chạy khơi khơi chảnh nha. Cái ông già hỏi nào, cái chú muốn về chú kể cho ta chú nghe. Bà tổ cô bà nói bà cảm ơn con như cái nọ đó. Là bà sẽ Củ Quyền đi điểm nhãn con rồi. Sau này con thế ba đó, cái ba chú mới nói ba cũng nghĩ vậy đó. Rồi sau này ba gần cháu nói ráng nha, ráng giữ nha từ đường nha. Con nói đến đời con hứa chứ đến đời con đời sau con không biết nè nha, con muôn xui nha. Con nói tùy duyên thôi, ba con nói vậy nữa mà. Trời ơi, ở đây tâm linh lắm, con nói thật luôn đó, chú nói thật luôn đó. Nhiều khi hả, con có tưởng tượng không? Ông bữa chú ngủ bên kia nè. Dạ. Ba chú ngủ bên đây. Con thấy cái miếng ngói mà cái trắng trắng mà lần giữa đây nè. Dạ. Con mèo nó chạy sao tuột, hai miếng ngói tuột xuống luôn á. Trời ơi, đang nè. Con chạy qua đi. Nhà từ đường mưa nó dột ướt hết trơn mọi người. Nằm nghe văn vẳn mà mở mắt ra mấy cái hình này nè. Không thấy đầu ta cao như vậy mà nói chuyện này nè. Cái chú giật mình vậy chú mới chạy ra. Giờ đang có phản xạ của chú á. Chú lấy cái cây tre dài á, chú đem đây nè. Lấy cây giật cái măng son, cái ngói nó tuột xuống. Nó ngừng. Ngân trời ơi, đây như là cái một suối. Chú dọn dẹp quá. Mà lúc đó chú không biết mấy giờ. Làm xong xong là 4:30 sáng. Là bị hai cái miếng ngói ở trên. Hai cái miếng ngói, con mèo nó chạy, nó bị tuột ngói. Nó mới giãn ra trời mưa, nó ào xuống đây nè. Nó chạy xuống đây, nó chạy dốc nè. Ngay chính giữa luôn. Ngay chính giữa này luôn đó. Chú mới lấy cái giật cái ngói nó tuột xuống. Hai miếng ngói nó đều lên, không có gì dột. Vậy mà có người tới gọi chú liền luôn. Đây nè, không biết người nào mà không thấy đầu hết tay. Đứng, con chạy qua nhà từ đường đi. Nó dột bấy ướt mọi người hết trơn kìa. Biết con nghĩ, ủa ai mà người nhập giật mình nha. Mà mở mắt ra thì thấy cái tấm này. Thì qua đây tự nhiên cái phát quả chứ chú không có sợ, chú leo lên. Quán tính xong cái thấy trời mưa dột, có quán mưa gì cái ghế xuống bắt đầu dọn dẹp. Làm xong xuôi xịt nha. Trời ơi ba, không biết người đem nghĩ dầm.
đồng vị có người qua kêu con mà con thấy người đâu, thấy như trong đứng một tấm đỏ gọi con vậy. Ừ. Trời ơi, ba nói trời, nó đi linh lắm đó con ráng cầu nguyện đi nha. Con nói trời, con cầu nguyện lắm mấy chứ, nhưng mà những cái cây may mắn cậu chưa có thấy, chưa thấy, nhưng mà những cái gì mà coi như là cái tâm linh mình dắt qua mình cho biết mình đã biết đó, nó hẳn như vậy đó. Nhưng những cái lucky may mắn là mình chưa có được, nhưng mà những cái gì ai hại hay những ai mà muốn ám hại mình, cái mình có giác quan mình điểm nhãn người đó mình biết liền á. Ừ, thật sự luôn á.